Chào mừng các anh em đến với chuyên mục Cờ Sóc Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Đây là một chuyên mục dành riêng cho những ai mà có những câu hỏi liên quan đến những chiếc đồng hồ vô cùng nổi tiếng của Casio, chính là Casio Cờ Sóc. Và để mở đầu cho cái series về những câu hỏi liên quan tới Cờ Sóc thì là sẽ chọn ra hai câu hỏi mà được anh em rất là quan tâm trong thời gian gần đây. Câu hỏi đầu tiên đó chính là Cờ Sóc Winner là gì? Cờ Sóc Winner không phải là tên của một dòng sản phẩm cờ sóc nào cả, mà nó chính là tên của một chương trình do hãng xe máy Honda khởi xướng trong năm 2017 và đạt được rất là nhiều thành công. Cụ thể chương trình này, khi anh em mua một mẫu xe Winner 150 phân khối thì anh em sẽ được tặng ngay một chiếc đồng hồ Casio Cờ Sóc này. Và đây chính là chiếc đồng hồ lấy ra từ chương trình quà tặng đó. Phải nói là nó cực kỳ đẹp luôn. Và có một tin vui cho tất cả các anh em, đó chính là các anh em không cần phải mua một chiếc Winner 150 phân khối để có thể sở hữu được chiếc đồng hồ tuyệt đẹp này, mà các anh em chỉ cần đến với đồng hồ chiều và sở hữu ngay với một mức giá và nó là không thể nào tốt hơn được, như khoảng 4 triệu đồng mà thôi. Và câu hỏi thứ hai đó chính là Casio Cờ Sóc King là gì? Tương tự, Casio Cờ Sóc King không phải là một dòng đặc biệt nào của Cờ Sóc cả, mà nó chính là cái biệt danh của một mẫu đồng hồ, phải nói là vua của cái khả năng chịu đựng, cái khả năng sống sót trong những cái điều kiện mà phải nói là ngặt nghèo nhất và khó khăn nhất. Và đó là Thảo đang đề cập tới mẫu đồng hồ Casio Cờ Sóc GX56 và GXW56. Hiện tại thì Hải Triều chưa có nhập bán cái mẫu này, nhưng nếu như mà có thì Thảo chắc chắn sẽ là người đầu tiên sở hữu nó. Và khi sở hữu được thì chắc chắn là Thảo rất là muốn làm một cái video trải nghiệm để chia sẻ đến anh em những cảm nhận của Thảo, những cái điều tuyệt vời nhất của mẫu này đến tất cả các anh em. Hy vọng với chuyên mục mới này thì các anh em đã có một nơi để có thể gửi những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của mình liên quan tới dòng đồng hồ Casio Cờ Sóc nổi tiếng của Casio. Và Thảo cũng rất là nóng lòng để có thể thực hiện những video tiếp theo giải đáp về những cái thắc mắc này của anh em. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo nhé.